Xin chào các bạn, mình tên là Lan và hiện nay mình đang là nghiên cứu sinh thạc sĩ tại một trường đại học ở Tokyo. Sắp tới đây thì mình muốn làm những cái video clip này để có thể chia sẻ với các bạn những kiến thức cũng như những kinh nghiệm trong quá trình tìm việc tại Nhật. Nói sơ qua một chút thì mình học đại học ở Mỹ và hiện nay mình đang là nghiên cứu sinh thạc sĩ tại một trường đại học ở Tokyo. Chương trình thì hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mình cũng biết là ở Nhật hiện nay cũng có khá là nhiều bạn có cái background giống mình, tức là chúng mình ở Nhật nhưng mà hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chính vì thế trong quá trình đi xin việc thì có khá là nhiều cái bất lợi và khó khăn. Và mình hy vọng là qua video clip này thì các bạn có thể rút ra được một vài cái kinh nghiệm và bài học trong quá trình đi xin việc, để cho năm sắp tới các bạn có thể có một cái quá trình thuận lợi và gặp nhiều thành công may mắn hơn. Thì đầu tiên trong video clip này thì mình muốn nói về ba câu hỏi căn bản mà bất cứ ai cũng nên tự hỏi bản thân trước khi quyết định đi tìm việc tại Nhật. Câu hỏi đầu tiên đó là mình có sẵn sàng để làm việc ở Nhật hay không? Như các bạn cũng đã biết thì xã hội Nhật có những cái điểm rất là khác biệt so với xã hội Việt Nam. Ví dụ như là ở xã hội Nhật thì thay vì mọi người làm việc cố gắng để có hiệu suất cao thì ở đây mọi người quan trọng hơn những cái yếu tố. Ví dụ như là thời gian ở công ty càng lâu càng dài thì chứng tỏ mình càng hardworking. Yếu tố thứ hai đó là mối quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp thì rất là quan trọng. Chứ không có như ví dụ như làm ở công ty Mỹ thì sếp làm gì cuối tuần em không quan tâm. Có những cái đặc điểm khác nhau như vậy. Nhưng mà có một cái đặc điểm mình nghĩ là nhiều bạn sẽ gặp khó khăn nhất, đó chính là việc cái sự tỉ mỉ và cẩn thận của người Việt thì của người Nhật thì đôi khi nó khác với cái sự gọi là thoải mái, dễ dàng, flexible, là dễ thay đổi của người Việt. Chính vì thế các bạn nên tự đặt câu hỏi cho bản thân là thật sự mình có sẵn sàng thay đổi, mình có thật sự sẵn sàng học hỏi những cái điều này từ người Nhật thì có thể giúp cho bản thân có thể làm việc tốt với người Nhật và mình cảm thấy hạnh phúc, happy, thỏa mãn trong cái môi trường làm việc của người Nhật hay không. Câu hỏi thứ hai đó là mình tiếng Nhật của mình giỏi đến đâu. Thật sự mà nói thì khi mà học ở Nhật thì dù rất là cố gắng nhưng mà không phải ai cũng có thể nói tiếng Nhật một cách trôi chảy trong vòng 4 năm, đặc biệt là đối với những bạn mà học ở Nhật bằng chứng chỉ tiếng Anh. Thì mình cũng vậy, mình chỉ học ở Nhật 2 năm thôi, cộng thêm 1 năm trước đó trao đổi văn hóa ở Nhật thì tiếng Nhật của mình cũng không được tốt cho lắm. Nhưng mà về mặt tiếng Anh thì cũng không nhiều công ty tuyển dụng bằng tiếng Anh. Thế nên là mình hy vọng và mình khuyên là trước khi quá trình tìm việc chính thức thì các bạn cũng nên dắt túi cho mình được ít nhất là tấm bằng N2, thì nó sẽ thuận lợi cho các bạn rất là nhiều. Nhưng mà để đạt được tới N2 là một vấn đề, nhưng mà sau đó như thế nào, dùng tiếng Nhật là như thế nào để có thể tiếp tục đi tìm việc lại là một cái khó khăn hơn rất là nhiều. Ví dụ như là cách viết những cái entry sheet, tức là những cái bản mẫu trả lời cho những công ty, hay là cách trả lời phỏng vấn thì tiếng Nhật như thế nào, thì các bạn đừng lo, mình sẽ chia sẻ trong những cái video tiếp theo. Câu hỏi thứ ba mà mỗi người nên tự đặt cho mình trước khi tìm việc ở Nhật đó là ngành nghề bạn yêu thích là gì. Có một điểm khác biệt so với những cái quốc gia khác đó là ở Nhật thì họ không có quan trọng lắm về việc là hiện nay cái kiến thức và cái kỹ năng của bạn như thế nào, mà họ quan trọng hơn đó chính là hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố passion, tức là niềm đam mê. Nghe thì các bạn nghe rất là mơ hồ đúng không? Yếu tố thứ hai đó là tiềm năng, potential. Thì bởi vì các công ty Nhật không đánh giá về khả năng hiện tại mà họ đánh giá về tiềm năng tương lai, thế nên là mình có thể nở vào bất kỳ ngành nghề hay là bất kỳ công việc nào mình thích. Tuy nhiên các bạn cũng nên lưu ý là có những ngành nghề họ sẽ yêu cầu trình độ tiếng Nhật cao hơn những ngành nghề khác. Ví dụ như là những ngành nghề bảo hiểm, ngân hàng hay là trading, social. Nộp vào những công ty này thì các bạn sẽ phải cạnh tranh không phải chỉ với người sinh viên quốc tế mà còn với cả sinh viên Nhật nữa. Thế nên những bạn nào nhắm tới những ngành nghề này thì các bạn nên cố gắng học thêm thật nhiều tiếng Nhật. Bên cạnh đó thì có những ngành nghề mà họ ngày càng mở rộng hơn đối với sinh viên quốc tế, bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là nguồn nhân lực của ngành nghề đó không đủ, và lý do thứ hai là tại vì đối tượng khách hàng của họ có rất nhiều người nước ngoài, giống như những ngành gọi là ngành bất động sản hay là ngành du lịch. Thì khi mà lựa chọn ngành nghề, đặc biệt đối với những bạn học bưng kê, là những bạn học khối ngành xã hội, thì mình khuyên rằng các bạn nên nhìn nhận
không chỉ là về sở thích và đam mê mà còn về trình độ tiếng Nhật, và cũng như là cái ngành mà mình hướng tới thì nó có phù hợp với lại trình độ tiếng Nhật của mình hay không, thì nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Mình vừa trình bày với các bạn về ba câu hỏi căn bản để đi xin việc mà ai cũng nên lưu ý. Thì hy vọng là sau khi các bạn biết được về ba câu hỏi này thì các bạn sẽ suy nghĩ nhiều hơn về việc là liệu đi xin việc ở Nhật có phù hợp với mình hay không. Và nếu như các bạn đã quyết tâm rồi thì hãy tiếp tục theo series của mình, bởi vì mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái kinh nghiệm, kiến thức thì các bạn có thể đọc trên mạng, nhưng những kinh nghiệm qua đợt đi xin việc vừa rồi của mình thì mình hy vọng là sẽ chia sẻ với các bạn để cho chúng mình có thể thành công trong quá trình đầy cam go này. Nếu như các bạn có câu hỏi hay là có bình luận gì thì hãy comment và bình luận ở dưới. Yeah.